Xin cảm ơn Việt Nam, trang FIFA, Women World Cup gửi thông điệp ngắn gọn. Tại World Cup 2023, Việt Nam là một trong 8 đội lần đầu góp mặt, bao gồm chủ nhà New Zealand. Sau 3 lượt trận, thầy trò ông Mai Đức Chung toàn thua, không được điểm nào và xếp cuối bảng E. Thành tích đoạt vé dự World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam dù vậy vẫn được đánh giá là kỳ tích và bước đột phá. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng nhiều lần đánh giá cao những tiến bộ và thành tích của bóng đá Việt Nam những năm qua. Trong cuộc gặp Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, Trần Quốc Tuấn tại New Zealand, ông Infantino cũng gửi lời chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam. Thất bại trước Hà Lan cho thấy bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn với thế giới. Theo huấn luyện viên Mai Đức Chung, các cầu thủ đã nỗ lực hết sức nhưng lực bất tòng tâm do chênh lệch về khoảng cách với đối thủ. Theo thống kê, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ kiểm soát bóng được 27%, tung ra 5 pha dứt điểm ít hơn 9 lần so với đối thủ. Tinh thần của đội nữ Việt Nam rất cao nhưng không khỏa lấp được về chuyên môn. Trình độ của đội nữ Việt Nam không thể so được đối thủ. Hà Lan thắng rất xứng đáng, ông Mai Đức Chung cho biết. Theo huấn luyện viên Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam đã có sự tiến bộ trong hơn 1 năm chuẩn bị nhưng còn cần tiếp tục nỗ lực. Theo kế hoạch, ngày 3 tháng 8 đội tuyển nữ Việt Nam sẽ về nước. Đội nghỉ ngơi một tuần trước khi tập trung trở lại để chuẩn bị cho ASEAN 19, Hàng Châu, Trung Quốc.